Xin chào các bạn, mình tên là Cao Thị Tường Vi. Mình học lớp 12 tại trường Việt Mỹ. Hôm nay mình vừa mới nhận được visa và mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Khi qua Canada thì mình sẽ học tại trường Upper Madison College, bang Ontario, thành phố Toronto. Em chọn Canada du học bởi vì Canada có khí hậu mát mẻ. Và thành phố Toronto cũng là những thành phố một trong những thành phố đáng sống nhất ở trên thế giới này. Chất lượng giáo dục của nó thì bằng cấp thì cũng tốt. Trong quá trình làm hồ sơ ở công ty du học Tân Đại Dương thì mình nhận được sự giúp đỡ rất tận tình từ chị tư vấn là chị Hương. Khi mà mình có những thắc mắc gì thì chị Hương đều giải đáp rất là rõ ràng và nhiệt tình giúp đỡ mình trong quá trình làm hồ sơ. Và sau đây mình có một số kinh nghiệm về việc xin visa đi du học. Là các bạn khi ở trường thì học thật tốt để có một học bạ đẹp. Các bạn nên trau dồi trình độ tiếng Anh cao hơn để có thể qua bên đó dễ dàng thích nghi với môi trường ở đó. Mình đi du học Canada theo dạng chứng minh tài chính nên là cũng phải cần có cái nguồn tài chính ổn định. Và mình xin chúc các bạn có thể nhanh chóng đạt được ước mơ đi du học của mình.